Hello. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Khám phá cùng Mít. Các bạn thân mến, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng thực vật rất hiền lành và không thể cử động đúng không? Tuy nhiên, có một số loài cây nhìn bề ngoài tưởng chừng như vô hại nhưng lại có khả năng cử động nhanh như chớp. Từ ruồi muỗi cho đến chuột, ếch đều có thể trở thành con mồi của chúng. Ngày hôm nay, hãy cùng Mít đi tìm hiểu về 10 loài cây ăn thịt đáng sợ nhất trên thế giới qua video ngày hôm nay nhé! Trước khi vào video thì chúng ta đi tìm hiểu cây ăn thịt là gì? Cây ăn thịt tên tiếng Anh là Carnivorous Plant là một dạng thực vật hơi biến thái so với giống loài cây cối nói chung. Thực vật đa phần sinh trưởng bằng cách quang hợp và tự hút nước cùng với các khoáng chất, dinh dưỡng có từ trong đất thông qua rễ cây. Cây ăn thịt thì bách hóa tổng hợp hơn, chúng tàn nhẫn, máu lạnh hơn khi nguồn sống của chúng ngoài lấy từ chất dinh dưỡng trong lòng đất và quang hợp qua ánh sáng mặt trời thì chúng khá ưa thích món thịt. Nhưng thường là những động vật nhỏ như côn trùng, bọ, sâu, lớn hơn một chút có chuột, thậm chí là bé na. Các loài cây ăn thịt là chúa tể của những cái trap. Các trap girl, trap boy phải gọi chúng là sư phụ đấy. Bằng cách tạo ra một cái bẫy thật nguy hiểm, chúng dùng chính thân thể của mình để làm mồi nhử. Cái gì của nhà trồng được thì phải tận dụng hết công suất anh em ạ. Cộng thêm một số chất tiết ra như mật, dịch, mùi hương để thu hút các loài côn trùng tới. Chỉ cần một con vật xấu số nào vô tình chạm vào hoặc cố tình đến để tìm kiếm thức ăn thì ngay lập tức hoa sẽ nhốt lại và kết thúc số phận của con mồi đó. Lúc đó thì xin là xin vĩnh biệt cụ luôn. Tuy ác độc là thế, nhưng cây ăn thịt cũng bất đắc dĩ lắm mới biến thành kẻ xấu. Sở dĩ hệ thực vật lại có những loài cây khác lạ này là do chúng buộc phải tồn tại ở những vùng đất nghèo nàn dinh dưỡng, không đủ để cung cấp cho chúng. Do đó, một số loài nếu không thể sống chỉ dựa vào đất thì chúng sẽ tiến hóa. Các protein thời cổ đại có sẵn trong gen, vốn dĩ có chức năng bảo vệ, thì nay đã kết hợp và tạo ra một số enzyme tiêu hóa cơ thể động vật. Cây ăn thịt sẽ hấp thụ trực tiếp chất dinh dưỡng từ động vật luôn. Không giống như động vật, cây cối có thể tự tạo ra thức ăn cho mình. Chúng lấy carbon dioxide từ không khí, nước ngầm dưới đất, ánh sáng quang hợp từ mặt trời. Tuy nhiên, ngoài những thứ đó, khoáng chất cũng rất cần thiết cho sự phát triển của cây cối. Và sau đây, hãy cùng Mít điểm mặt qua 10 loài cây ăn thịt tiêu biểu nhất trên thế giới nhé! Vị trí số 1. Cây Sarracenia. Cây Sarracenia hay thường được gọi là cây hố bẫy, nghe cái tên thôi đã thấy được sự nguy hiểm của nó rồi. Loài cây này thường sống trong các đầm lầy và bờ biển phía đông của Hoa Kỳ, cả ở vùng Great Lakes và phía đông nam Canada. Duy chỉ có Aspergeria làm mọc ở vùng lạnh giá lạnh. Cây hố bẫy là cây nằm trong top những loài cây ăn thịt nên chúng hoàn toàn có thể bắt mồi. Con mồi của chúng là những côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi, kiến, nhện. Chúng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào mà các loài côn trùng này rất thích. Lá cây này nằm sát mặt đất, mỗi lá có dạng một bào đài, phiến lá của cây có nắp sặc sỡ trông như cái dạ dày. Ở đó có nhiều tuyến tiết mật thu hút sâu bọ. Khi sâu bọ xa vào, nó sẽ vướng vào các sợi lông dày và nhám. Con mồi sẽ bị nhấn chìm trong chất lỏng mà cây tiết ra. Và khi bị dẫn dụ đến miệng hố, chúng sẽ lọt thỏm vào trong đó và bị các chất nhầy giữ lại. Các côn trùng này sau đó sẽ bị tiêu hóa và là bữa ăn dinh dưỡng cho cây. Cây hố bẫy được mệnh danh là một trong những loài thực vật kỳ diệu nhất thế giới. Tuy có cái tên hầm hố là vậy, song nó lại được rất nhiều người săn lùng. Đặc biệt là cây hố bẫy lùn dùng để trang trí cho không gian làm việc hoặc môi trường sống cũng rất hút mắt và độc đáo. Một công đôi việc các bạn ạ. Các chị vừa được trang trí không gian làm việc, vừa không sợ mấy em tiểu cường bay qua bay lại, tiện thế chứ lị. 2. Cây Heliumphora. Cây Heliumphora là một loài thực vật ăn thịt với những chiếc lá có hình dạng như bông hoa hồng. Cây được tìm thấy trên những ngọn núi cao ở đất nước Guyana và Venezuela. Thân của chúng có thể dài 120 cm, chia cành và có dáng dấp của một loài cây bụi. Heliumphora sử dụng vi khuẩn cộng sinh thay vì enzyme để tiêu hóa con mồi như những cây khác. Con mồi chui vào bên trong thân cây sẽ bị giam cầm rồi từ từ bị các vi khuẩn cộng sinh bên trong thân cây tiêu diệt. Cây Heliumphora không có liên hệ trực tiếp với bất cứ một cây nắp ấm nào, nhưng cách thức chúng thu hút và diệt côn trùng thì giống hệt. Hầu hết các loài này sống ở khu vực mưa nhiều, ở trên cao và có khía để thoát nước thừa.
3. Cây Darlingtonia California. Cây Darlingtonia California sinh sống ở vùng đầm lầy hơi nước lạnh chảy qua. Cây có hình dáng giống như đầu của con rắn hổ mang đang dính bắt mồi. Chúng có màu sắc rực rỡ cùng mùi hương quyến rũ để thu hút các loài côn trùng. Khi côn trùng bị thu hút bởi màu sắc và mùi hương mà chui vào bên trong thì sẽ bị trói chặt và dìm cho đến chết. 4. Cây Drosera Burmanivar. Cây Drosera Burmanivar có hình dáng giống như cái gọng vó. Chúng có hơn 170 phân loài và là cây ăn thịt phổ biến trên thế giới. Chúng có mặt ở hầu hết các châu lục trừ Nam Cực. Bạn có thể bắt gặp ở các đầm lầy hay các bãi than bùn. Bạn có thể nhìn thấy các lông tuyến trên lá của chúng. Ở đầu những lông tuyến này có một chất lỏng dính trông giống như một giọt nước giúp thu hút các loài côn trùng. Đó chỉ là mồi nhử thôi. Khi có con mồi tới, chiếc gọng vó này vồ lấy và tiêu hóa con mồi xấu số. 5. Cây Bladderwort. Cây Bladderwort có hơn 200 loài, là loài ăn thịt sống dưới nước hoặc những vùng đất ngập nước, có các bẫy giống như bong bóng nhỏ trên lá. Khi con mồi đi ngang qua đây, chúng sẽ tạo ra một rung động nhỏ và kích thích những sợi lông siêu nhạy cảm, khiến bẫy hút nước và hút cả các con mồi. Sau đó cây sẽ tiết ra các dịch, men tiêu hóa để con mồi sau vài giờ. 6. Cây Venus Flytrap. Cây Venus Flytrap là loài cây ăn thịt côn trùng mọc tại các vùng đầm lầy lội ở Bắc và Nam California, Mỹ. Cây có hình dáng như cái miệng đang há ra chở con mồi. Mép lá có gai nhọn trông giống như những chiếc răng nhọn và rất nhạy cảm. Con mồi của nó chủ yếu là côn trùng, ruồi, nhện, ong. Khi những con mồi này chạm phải những chiếc gai trên mép là thì hai mép lá sẽ lập tức đóng lại trong chưa đầy một giây, sau đó siết chặt và tiêu hóa con mồi. Nếu là hòn đá hay cành cây khô thì khoảng 12 tiếng sau, hai mép lá sẽ mở ra và tống chúng ra ngoài. 7. Cây Nepenthes. Cây Nepenthes là một trong những loài cây ăn thịt lớn ở châu Á. Phần vỏ bên ngoài của Nepenthes rất khô ráo, trơn, giống như được phủ một lớp sáp và có mùi hương ngọt ngào. Nó là điểm thu hút con mồi. Khi con mồi bị thu hút chui vào bên trong thân cây, phần nắp bên trên sẽ đóng lại, con côn trùng không có cách nào thoát ra được và sẽ trở thành bữa ăn của cây. Cây Butterwort. Cây Butterwort sống ở những khu vực ẩm ướt của châu Mỹ, châu Âu và Bắc Á. Những chiếc lá của chúng chứa chất dính để thu hút, bẫy và tiêu hóa côn trùng. Trên bề mặt chiếc lá có những lỗ nhỏ tiết ra chất nhầy, trông giống như những giọt nước. Những con côn trùng đi tìm nước sẽ bị thu hút khi đậu xuống. Cây sẽ tiết ra nhiều chất nhầy hơn, con mồi sẽ bị dính chặt và bọc trong đống chất nhầy này và chết rồi sẽ bị tiêu hóa. Cây Cobra Lily. Cây Cobra Lily được tìm thấy chủ yếu ở phía Bắc California và phía Nam Oregon, Mỹ. Chúng mọc ở những vùng đầm lầy và nơi ẩm ướt giống như rêu. Môi trường thuận lợi, loài cây này có thể đạt kích thước lớn nhất tới hơn 2 mét. Cơ chế bắt mồi của nó là dùng chất dịch có mùi hương để thu hút côn trùng chui vào bên trong phần thân cây của chúng, rồi sẽ siết chặt và dìm chết con mồi giống như một số loài cây ăn thịt khác. Các loài cây này nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực ra lại là sát thủ của một số loài côn trùng, động vật nhỏ. Mỗi loài lại có cách bắt mồi khác nhau cho chúng ta thấy thế giới thực vật thật phong phú và đa dạng. Thế giới rộng lớn có biết bao điều khiến chúng ta bất ngờ, kiến thức mà loài người có được chỉ là một vì sao nhỏ nhoi trong vũ trụ bao la bất tận. Các bạn biết loài thực vật nào có khả năng ăn thịt thì hãy bình luận xuống phía dưới video để Mít và các bạn khán giả biết với nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đồng hành cùng Mít trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!